Chiến thắng trước U23 Kuwait của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã để lại những tin tức đáng mừng và cả đáng lo cho U23 Việt Nam. Ngay bây giờ, Nextsport sẽ cập nhật tới các bạn những tin tức nóng hổi trong bản tin bóng đá mới nhất ngày 19 tháng 4. Sau đây là những thông tin chính. Bùi Vĩ Hào dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Chấn thương nặng, Đình Bắc bỏ lỡ vòng bảng U23 châu Á. Báo Malaysia khuyên đội nhà thu mình khi gặp U23 Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam chấn thương vì thiết bị của đài truyền hình. Bùi Vĩ Hào dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Bàn thắng của Văn Tùng trong hiệp 1 và cú đúp của Bùi Vĩ Hào trong hiệp 2 đã đem về chiến thắng xứng đáng cho U23 Việt Nam. Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, hiện Bùi Vĩ Hào đang xếp đầu danh sách ghi bàn sau lượt trận đấu đầu tiên của vòng bảng, cùng với chân sút Ayman Yaya của U23 Ả Rập Xê Út đều đang có thành tích là 2 bàn thắng. Ở lượt trận thứ 2, các cầu thủ Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiếp rất lớn nếu đánh bại U23 Malaysia. Chỉ cần U23 Kuwait không giành được chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ có quyền đi tiếp và trận đấu cuối cùng với Uzbekistan chỉ mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng. Chấn thương nặng, Đình Bắc bỏ lỡ vòng bảng U23 châu Á. Sau trận đấu với U23 Kuwait, Đình Bắc đã được đội ngũ y tế của đội tuyển U23 Việt Nam đưa đến bệnh viện Qatar thăm khám và kiểm tra kỹ chấn thương. Kết quả, tiền đạo này đã gặp tổn thương dây chằng của chân trái, phải nẹp cố định và chắc chắn sẽ vắng mặt trong hai trận đấu còn lại tại vòng bảng của U23 Việt Nam. Thật buồn khi nhận được kết quả và không thể cùng anh em chiến đấu tiếp ở phần còn lại của giải đấu. Nhưng không sao, bóng đá là vậy, cố gắng thôi thì chưa đủ, cần thêm may mắn nữa. Tôi sẽ ở đây để cổ vũ toàn đội và hy vọng kết quả tốt nhất đến với chúng ta. Đình Bắc chia sẻ trên trang cá nhân của mình cùng bức ảnh nẹp chân và nạng của anh sau khi khám. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không được bổ sung hay thay thế cầu thủ với bất kỳ lý do nào sau khi đã chốt xong danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự giải. Đây sẽ là một tổn thất khá lớn và có thể sẽ khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải đau đầu trong thời gian tới. Báo Malaysia khuyên đội nhà thu mình khi gặp U23 Việt Nam. Trận thắng 3-1 của U23 Việt Nam đã khiến báo chí Malaysia không khỏi lo lắng về cuộc đụng độ sắp tới giữa hai đội tuyển. Tờ Malay Mail của Malaysia mới đây đã có bài viết cảnh báo đội bóng của huấn luyện viên Garrido. U23 Việt Nam đã có một lứa cầu thủ, huấn luyện viên khác xa với những gì chúng ta đã thấy trước đây. Họ nhiệt huyết và chạy liên tục trên sân. Ở cuộc đối đầu với U23 Kuwait, họ đã gặp phải đôi chút khó khăn nhưng vẫn có 3 điểm. Họ trừng phạt tối đa sai lầm của đối phương và có liên tục 2 bàn thắng trong hiệp 2 để kết liễu trận đấu. Tờ báo này so sánh U23 Việt Nam với đối thủ vừa đánh bại họ là U23 Uzbekistan khi cả hai đội đều có tuyến giữa với khả năng giữ bóng cực tốt. Tờ báo này tiếp tục khẳng định U23 Malaysia không nên chọn lối chơi tấn công khi gặp Việt Nam. Ngoài ra, những sai lầm cá nhân như trận đấu đầu tiên phải được U23 Malaysia hạn chế tối đa, không thể xem thường tốc độ của các cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam chấn thương vì thiết bị của đài truyền hình. Sau khi không thể giành trọn 3 điểm trước Myanmar, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập diễn ra trong 60 phút nhằm giúp cho các cầu thủ phục hồi và giải tỏa áp lực tâm lý. Liên quan đến tình hình sức khỏe của toàn đội, trong một va chạm với cầu thủ Myanmar ở trận ra quân, cầu thủ Anh Duy đã vô tình ngã trúng micro của đài truyền hình đặt bên ngoài đường biên, dẫn đến việc bị chấn thương lưng. Cầu thủ này đã không thể tập luyện trong buổi sáng 18 tháng 4 mà cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ. Việc Anh Duy có thể thi đấu ở trận gặp đội tuyển Futsal Trung Quốc hay không vẫn còn đang phải đợi đánh giá của đội ngũ y tế. Ngôi sao của đội tuyển nữ Việt Nam trở lại sau chấn thương. Sau chấn thương ở giải vô địch quốc gia nữ 2023, Thanh Nhã đã phải tạm thời rời xa sân cỏ. Sau đó, tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng tập phục hồi và mới đây cô đã được bật đèn xanh để trở lại thi đấu sau hơn 4 tháng vắng mặt. Cô tiết lộ chấn thương của bản thân đã không còn đáng lo ngại. Mùa giải trước, em đá ít vì gặp chấn thương. Mùa giải này quay trở lại, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên tốt hơn. Chấn thương của em cũng đã khá ổn rồi và em đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội. Thủ môn tỏa sáng, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong tạo địa chấn trước Australia. U23 Australia được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng họ đã phải bất lực trước màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ Indonesia trong trận đấu ngày hôm qua. Là những người chiếm quyền chủ động ngay từ đầu trận đấu, lợi thế đã đến với U23 Australia khi trọng tài đã thổi phạt đền với một cầu thủ Indonesia vì để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dẫu vậy, thủ thành Anando Ari đã chơi quá xuất sắc, cản phá thành công cú dứt điểm của Torre trên chấm 11m. Chính pha bóng này đã tạo cảm hứng cho các cầu thủ của xứ vạn đảo. Họ trở nên máu lửa hơn và tạo ra rất nhiều cơ hội để rồi trước khi hiệp 1 khép lại, bất ngờ vươn lên dẫn trước với pha lập công của cô mang từ một tình huống phạt góc. Sau giờ nghỉ, U23 Australia đẩy nhanh tốc độ tấn công, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Anando Ari đã chặn đứng mọi cơ hội của đối thủ. Chiến thắng bất ngờ này đã giúp U23 Indonesia vươn lên vị trí thứ hai của bảng A. Trong khi đó, tất cả những gì U23 Australia có được chỉ là một điểm sau hai lượt trận. Đương kim vô địch Nhật Bản gục ngã trước đội bóng vô danh.
Dù năm nay Nhật Bản không hề có ngoại binh nhập tịch, nhưng họ vẫn là nhà đương kim vô địch châu Á và ở vị trí rất cao trên bảng xếp hạng futsal thế giới. Ai lại nghĩ được rằng họ sẽ bị một đội bóng vô danh hạ gục, không hề có tên tuổi trên bản đồ futsal châu Á, nhưng Kyrgyzstan đã trình bày một bộ mặt đầy tự tin và chắc chắn, không hề thua kém về kỹ năng trên nhà đương kim vô địch. Toàn đội đã có một trận đấu rất hay và vươn lên dẫn trước với 3 bàn thắng. Chỉ đến những phút cuối hiệp 2, các chân sút Nhật Bản mới lên tiếng và ghi liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Nhưng như vậy là không hề đủ để giúp cho họ giành chiến thắng. Trong tình cảnh không còn ngoại binh từ Nam Mỹ, nếu tiếp tục những màn thể hiện như thế này thì sẽ rất khó để Nhật Bản có thể bảo vệ được ngôi vô địch của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Nextsport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên lịch phát sóng cố định vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Trận đấu hôm nay thì bọn tôi chỉ hài lòng kết quả. Thực sự thì khi bạn xem các bạn tìm được ở hiệp một của cầu chúng tôi bị tập trung, chính vì thế họ không thể hiện hết tất cả những gì họ có thể, họ không thể hiện hết tất cả những gì họ vốn có, và họ bắt đầu một cuộc chơi một trận đấu cũng khó khăn. Tâm lý ta thấy là khi và phụ huynh mình mà thấy sự căng cứng của tâm lý mình càng giảm, và thật sự là không vui tí nào. Điều đầu tiên tôi muốn nói cầu thủ của mình là quên trận đấu đi, tập trung tất cả mọi thứ về mặt tâm lý và tinh thần cho trận đấu với Malaysia 3 ngày tới. Và những vấn đề như bạn hỏi thì tôi đã trả lời rồi. Còn chúng ta bắt đầu nhập cuộc với những trạng thái tâm lý căng cứng, chính vì thế họ không thể hết tất cả những gì họ đã tập. Và tôi rất tiếc điều này, như tôi đã trả lời rồi, thật là đáng tiếc cho họ. Tôi không muốn chút nào chúng ta còn là không chơi tốt như chúng ta đang có, và các bạn hãy nhanh chóng quay trở lại chơi với những gì chúng ta đã tập, tất cả những gì chúng ta đang có. Thì hiệp 2 các bạn thấy rồi, khi mọi thứ căng thẳng và tâm lý trôi qua thì cầu thủ của U23 Việt Nam đã chơi một cách chơi chủ động hơn như gì họ đã có, như gì khả năng họ có. Còn trường hợp cầu thủ của Thị Hào các bạn biết rồi, thì tôi chọn giải pháp phải mạo hiểm ở trận đấu này, vì khi kết thúc hiệp 1 quay hiệp 2 thì mỗi đội đã đều bị một cái thẻ đỏ. Và Bùi Huy Hào có những cầu thủ rất đặc biệt cần thiết để xử lý những cái tình huống cuối cùng mà các đồng đội của mình hiệp một không làm được. Và các bạn thấy rồi, Bùi Huy Hào đánh 2 bàn thắng. Hãy đăng ký theo dõi Nextsport để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất.